Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đi bẫy chim, đi săn bắn. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác ba cái mẫu lều ngụy trang để cho các bác đi bẫy chim hay là đi bẫy gà rừng. Thì đầu tiên như các bác thấy này, các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại shop luôn luôn để dưới tiêu đề luôn nhé, để liên lạc thì giá thì nó hợp lý thôi. Thì hôm nay em thông báo giá luôn để các bác cập nhật được. Thì đầu tiên đây là cái mẫu lều ngụy trang màu lá cây khô nhé. Hàng này là cũng phải nói luôn với các bác là hàng nhập khẩu nên là giá rất phải chăng và hợp lý cho anh em đi bẫy chim. Thì đây cái mẫu này là cao 1m các bác nhé, chiều cao là 1m và chiều rộng ở dưới này đó nhé, chiều rộng nó ở dưới này là chiều rộng vuông nó khoảng 90 phân. Và chất liệu thì cũng phải nói luôn là các bác là cái vải kiểu như vải bạc, vải kiểu như vải bóng, vải như cái ô các bác nhé. Đấy. Khung này là khung thép. Đấy, thép thì nó cũng nếu mà các bác dùng đi đánh văn nghệ giải trí thì cũng rất là bền. Và một cửa chính thôi nhá, đây là một cái cửa chính và ba cửa sổ. Đây. Bên này có một cái cửa sổ để các bác ngồi trong, các bác rình chim hay là đi săn bắn thì cũng rất là tiện lợi. Đây. Và lưới nó có màu lưới luôn nhá. Đây, để các bác ngồi trong thì không sợ muỗi dính côn trùng cắn. Đấy, rất tiện lợi luôn. Đây, mẫu này là nó cũng nếu các bác nào mà nhỏ con thì có thể lựa chọn cái mẫu này. Đấy. Thế còn nếu mà các bác mà ở dưới con nhá. Đây, dưới này, dưới thì có lúc màu xanh, có lúc thì màu trắng, màu bạc. Đấy. Cái màu này, cái lèo này, lèo tự vung các bác nhá. Đấy, khi các bác gấp lại thì gấp rất đơn giản thôi. Nên là các bác không mất quá nhiều thời gian để lắp ráp lèo. Tiếp tục nó đựng trong cái này, đựng trong một túi đựng lèo này, màu tròn này, để xách quai đi coi nhé. Đấy. 4 viên bằng inox thì các bác viên vào 4 góc lèo để khi các bác ngồi trong thì gió nó không sợ bay. Đấy. Thế còn tiếp tục giới thiệu cho các bác cái mẫu lèo này. Mẫu lèo này thì chất vải như nhau, cũng cao 1m, cao 1m2, mẫu lèo là cao hơn nhé, cao 1m2, rộng ở dưới là 1m các bác nhé, rộng là 1m. Đây, nếu mà các bác nào có thể to cao thì các bác hãy chọn cái mẫu lèo này thì nó rộng rãi hơn, cao hơn, thoải mái hơn đó nhé. Cũng một cửa chính và ba cửa sổ, chất liệu như nhau thì em cũng phải nói thông báo luôn để các bác cập nhật được. Hai cái mẫu lèo này các bác nhé, hai mẫu lèo này chất liệu như nhau. Đấy, chỉ kích thước là khác nhau thôi, giá cả thì như nhau, 350.000 đồng là em bao phí cước vận chuyển về tận nhà các bác rồi. Các bác được kiểm tra hàng. Đấy, trước khi thanh toán cho nhân viên bưu điện nên là rất mong là các bác xem kỹ sản phẩm này đặt hàng. Hai mẫu lèo, một loại cao 1m, một mẫu là cao 1m2, giá như nhau, 350. Và tiếp tục giới thiệu cho các bác là cái mẫu lèo thủ công này bác nhé. Chất liệu thì nó bằng vải rồi. Mẫu này thì bên em là may thủ công, may sẵn. Đấy. Nên là nó màu sắc thì nó cũng ngụy trang, nhưng cũng có màu này màu kia. Nên là các bác mà muốn em chi tiết hình ảnh thì có thể vào Zalo theo hai số điện thoại em ở dưới tiêu đề. Thì các bác muốn xem cụ thể màu sắc thì em sẽ gửi hàng đúng mẫu luôn các bác. Nó có 2-3 cửa sổ, cửa sổ này cửa sổ mát, các bác ở trong có thể nhìn được ra. Đấy. Bằng lưới mỏng. Đấy. Đây các bác nhé. Thế còn ở chỗ này thì các bác có thể là các bác ngồi trong bắn chim, thò súng ra bắn, hoặc các bác dùng máy quay, quay thò máy quay ra quay được. Mẫu lèo này thì là anh em thợ, nếu mà hàng các bác mà đi chơi chuyên nghiệp thì các bác đại gia thì cũng nên mua cái mẫu này, nó sẽ mát hơn cái mẫu lèo này luôn nhé. Đấy, giá thành thì nó sẽ cao hơn. Đấy, túi đeo này các bác nhé, túi đeo kiểu như hai cái dây là các bác khoác vào sau lưng. Đấy. Nên mẫu này là bên shop đang bán với giá là 650.000 đồng. Đấy. 650.000 đồng là bao cước ở tận nhà rồi. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán là 650.000 đồng. Bên em là ship COD toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra hàng mới thanh toán. Nên là ba cái mẫu lèo là các bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp bên shop để đặt hàng. Shop em là đến từ Tân Yên Bắc Giang, bán rất nhiều phụ kiện như âm thanh loa đài, phụ kiện săn bẫy. Các bác mà muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp để được cái giá ưu đãi nhất các bác nhé. Cũng rất cảm ơn các bác đã xem video. Các bác xem video thì đừng quên đăng ký kênh, ấn vào quả chuông
để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên shop. Cũng rất cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong thời gian qua. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.